nửa đêm tôi đứng một mình trên đường phố để bắt taxi về nhà. Thấy từ xa có một chiếc taxi chạy tới, tôi bèn với tay gọi xe. Xe dừng ngay trước mặt, tài xế mở cửa sổ xe hỏi, ba người đi đâu thế? Tôi nghe xong liền hoảng sợ, mở cửa xe và nhanh chóng leo lên. Vừa yên vị, tôi liền hối thúc tài xế nhanh lái xe đi, tôi sẽ trả gấp đôi tiền. Tài xế nghe lời tôi, vội vàng nhấn ga chạy xe đi. Lái được một đoạn, tôi đã dần bình tĩnh lại. Ai ngờ lúc này tài xế quay đầu đúng 180 độ cười hỏi tôi, giờ cô đi đâu? Vợ tôi vừa sinh con được một tháng hơn, chúng tôi chuyển nhà đến vùng ngoại ô, không khí ở đây rất trong lành, hơn nữa còn yên tĩnh nên tôi rất thích. Chúng tôi sắm sửa rất nhiều đồ đạc dành cho em bé, còn lắp cả camera để theo dõi em bé. Mọi động tĩnh của em bé đều được ghi lại nên vợ chồng tôi luôn có mặt mỗi khi con khóc. Một hôm tôi ngồi trong phòng đọc sách, camera đang chiếu hình ảnh vợ tôi hát ru em bé ngủ. Bé chìm vào giấc ngủ ngon ngọt trong tiếng hát của mẹ. Lúc này tôi vô tình ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ thì thấy vợ mình đang ấp em bé từ ngoài sân bước vào. Gia đình nọ đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho con. Họ dùng camera để ghi hình lại toàn bộ buổi tiệc. Đứa bé đang vui vẻ nhảy lên nhảy xuống trên giường, sau đó chợt bất cẩn ngã xuống đất chết. Ba mẹ đứa mẹ thương tâm không thôi. Sau đám tang của con, họ cùng xem lại đoạn phim đã quay hôm đó thì chợt phát hiện ra có một bàn tay đang quăng đứa trẻ lên xuống, sau đó hụt tay không đỡ nó. Mua phải ngôi nhà ma ám. Con trai tôi năm nay đã gần 1 tuổi, bé đang bị bộ tập nói. Ở nhà, thằng bé thường xuyên chỉ vật này vật kia và gọi tên chúng. Có một lần, tôi và nó xem sách tranh, thằng bé chỉ vào hình vẽ trên cuốn sách và nói, chó. Tôi ngó lại thì hình mà thằng bé chỉ đúng là một con chó. Một ngày nọ, thằng bé cùng tôi ngồi chơi phòng khách, bỗng nó ngừng lại chỉ về phía sau lưng và nói to rõ ràng rằng, người. Vật trang trí Halloween. Vào dịp Halloween năm 2005 tại Delaware, Mỹ, người ta phát hiện một người phụ nữ treo cổ trên cây. Dù thấy cảnh đáng sợ vậy nhưng người qua đường không có một ai chú ý đến, cũng không có ai gọi điện báo cảnh sát. Mấy chục tiếng đồng hồ sau cảnh sát mới tới nơi mà phát hiện ra người phụ nữ này tự sát. Những người sống xung quanh thì cho rằng đó không phải là xác người thật mà là vật trang trí cho ngày Halloween. Tôi bị lạc một mình giữa một con đường vào buổi xế tối khoảng 6 giờ hơn, tôi đèo chiếc xe đạp của mình thật nhanh để thoát khỏi khung cảnh. Ô may quá có một căn nhà nhỏ, tôi lao vào nhà để hỏi đường, một ông cụ bước ra để tiếp tôi và chỉ đường tôi ra khỏi đó. Sáng hôm sau tôi mới biết con đường đó xung quanh chẳng có nhà cửa gì cả, ngoài ra cách 10 mét về phía sau là một nghĩa trang cũ. Tôi rất bực bội, tất cả các trò chơi tôi đều khó có thể thắng, hay nói đúng hơn tôi chưa bao giờ thắng được mọi người trong lớp. Cho đến khi tôi gặp cậu ta, tôi thực sự đã chơi thắng cậu ấy cho oàn tù tí. 4 ván tôi thắng cậu, 3 thua 1, tôi vui sướng vô cùng. Cảm ơn người bạn trong tấm gương nhà tôi. Tôi qua nhà con bạn sau 2 năm không gặp, nhỏ ra đón tôi rồi 2 đứa hú hí vào bếp làm thức ăn. Công nhận nhỏ nấu ăn ngon thật, tôi ăn hoài mà chẳng chán, chơi hết 2-3 tiếng đồng hồ tôi ra về đến cửa má nhỏ cũng vừa về, tôi kể việc chơi đùa lúc nãy. Má nhỏ thở dài một hơi rồi bà vỗ vai tôi, con bé mất 2 năm trước rồi. Tôi được cứu thoát khỏi một vụ bắt cóc bởi 3 người anh của mình, họ đưa tôi về nhà nhưng chẳng thể tìm thấy 3 người anh kia. Tôi thầm nghĩ, xương họ có gì ngon đâu mà phải truy tìm ghê thế, và tôi lại tìm thêm kế hoạch và cả người mới để tiếp tục việc ăn thịt người của mình. Đêm đã khuya, người bố bể đứa bé lên giường chuẩn bị dỗ nó đi ngủ. Đứa trẻ nói, bố ơi, xem giúp con dưới gầm giường có quái vật không, con sợ. Người bố phối hợp với đứa trẻ giả bộ cúi xuống gầm giường xem. Nằm bò dưới gầm giường là một đứa trẻ giống y hệt đang run rẩy kinh hoàng nói với người bố, bố ơi, trên giường con có người.